Đó. Không cho nữa. Ê, hãnh con này nếu mà bán có nhiêu tiền hãnh? Đây rồi, kêu 15 mà, ta trả 15 rồi chứ bán. Dạ. Yeah. Đang chơi, người đang chơi. Còn ơi, bữa nay con này chắc được cỡ 3-4 ngày rồi đó. Ừ, ôi, vậy chắc trứng kia thúi rồi, không nở rồi. Tới 5 ngày nữa là hút, ổ rồi. 3 trứng nở được 2 con. Đó, ngay cái ổ cũ ngày trước mình quay cho các bạn xem đó. Đó, được 2 con. Đen thui thôi lùi gọi là chờ thang. Có con nào lên? Con này bữa hổm lên phải không? Ê, con khác mùa rồi phải không? Ừ, con khác mùa rồi phải không? Con này cũng lên nữa mà tại con này nó không có chịu lạ. Không chịu lạ hả? Lạ, cũng sợ. Con đó phải chịu rồi. Con này con nào chơi? Con này ly nè, con này ly chơi nè. Con khác mùa rồi nè phải không? Ừ. Thấy anh đứng nó dội dội không? Năm nay lên mùa 5 rồi, tháng giỏi rồi. Chơi à, chơi. Con nào nó chơi là nó chơi à, con nào nhát nhát à. Vô hơi kìa. Đó, đó. Sướng không? Mình với người cái đầu đập gỗ. Thấy máy quay, thấy máy quay hơi dội. Đó. Chưa không dài không có bổ gì bắt, có bổ gì bắt á nó mới hàng dữ nữa. Con này có bỏ là chơi vô không? Ừ. Ông nào vô hơi bên kia nữa kìa. Con trời, con đó mới có năm 2 à. Năm nay mới lên năm 2 à. Năm nay cái gì bắt lại gai rồi. Ồ, trời, chuyển mưa bắt đầu là tới cái mùa là gà nướng nha các bạn nha. Đó, nó kêu đó. Để đưa cái tay này dài dài ra chút. Con đó nó không sợ, con đó nó hổng anh có quay rồi đó bữa. Con này phải không? Con đó nó không sợ đâu, hai con này không sợ đâu, có con này nè. Đó. Con nào nó lên là nó lên nè, à, nó vừa chơi à, con nào nhát nhát rồi tung chọc đầu đó. Bởi vì gà nước khó chơi lắm các bạn ơi. Nuôi được con gà nước có 5-7 năm trở lên á. Con giờ, sáng giờ bắt bạn chưa có cho tắm rửa ăn uống gì chưa. Chưa tắm luôn à. Con này mấy mùa hả anh? Con này mới năm nay mới mùa 2 à. Mùa 2. Mới lên mùa 2. Gà nước nó ra dài. Kìa nó sung luôn. Trời bắt đầu là chuyển mưa các bạn. Có những đám mưa đầu tiên á, thì nó gà nước nó lên mồng rồi, nó sung lắm. Vô nó đá kìa. Thay nước nó vô nó đá kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Sung đó, nó sung lắm. Cái này mà à, cái này mà có bổi đem ra ngoài là chơi liền nha. Sung dữ nè. Mới 2 mùa đi xa chuyển nổi rồi. Đi xa nó hơi dội hả? Đi dần dần. Quá trời luôn này. Con này năm mùa hả anh? Con này con điều phải không? Con điều mùa rồi. Nó chuyển sang thám bông vậy đó. Bữa anh quay luôn phải không? Nè. Túc 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 túc. Chọc cái nó kêu hả nè, chọc nó kêu kìa, nó vô hơi kìa. Vô hơi kìa. Dạ. Anh đứng xa xa kìa. Anh dĩ á, cái con này nó nết nó hiền hơn con đó. Con này nó mê rồi, nó đứng dần dần đó, nó kêu lắm. À, mùa này là mùa thứ mấy hả? Mùa thứ 5 hả? Mùa 5. Mùa 5 à? 5 mùa đó các bạn. 5 mùa là tương đương với 5 năm đó các bạn. Mới được con gà nước nó vừa ý như gì. Thả ra bình thường rồi, con này thả ra. Thả ra đá người không? Đó. Nó sung lên là nó đá người luôn, nó mổ tay rồi dữ lắm. Thả nó ra hả? Thả nó ra, rồi ra ngoài. Ngoài cao kia. Quá nó không chịu xuống á. Cho vô cái lục rồi cái cho nó xuống. Vô đi chiếm rồi. Trời xuống đất chơi. Ê, cứ khi nào mình đem nó ra ngoài mình làm giò mình gài được không ta? Hư không? Gài hư chim. Hư à. Quá trời luôn ha. Lô mê kêu nó chạy đi qua. Đó. Tối nó ngủ lục này không à, tối em đem đi trong nhà, ngủ trong nhà thôi. Dạ. Ra ngoài chơi ngoài luôn nè. Rồi à, chưa. Đó. Ghê chưa. Nuôi được con cúng núm mà thả ra được cái gì nè. Vất vả lắm, lâu lắm không? Thường mấy con mà nhát nhát thả ra chạy mất tiêu hết trơn. Có con nào mà nó kênh vậy đâu. Ghê chưa? Lúc mà chưa lên mồi cũng tung cũng chọc đầu ở chân này chứ không vậy phải không? Đó, chừng nào mà nó lên mồng nó mới vậy. Lên mồng nó mới dạng gì nè. Lên mồi rồi.
xuống tới mùa nó xuống mồi rồi đi tu, xuống mồi rồi là đi tu, đi tu là ở đâu cũng đọc. Sau này cái nó hiền hay nó hơi cắn hay thôi thì nó hiền đó đó đó, đi kiếm người ta đá mà đá. Kiếm người đá cái tét đây. Kiếm người đá này tung cái chè cái mỏ qua bên đó vô hơi ốc 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 đã lắm. Năm nay đi chuyến à mới làm cái lục nó xong rồi nữa nè hả, hôm nay chuyến đúng không, đi kiếm người đá kìa, kiếm người đá kìa. Ô con này nó kêu, con kia nó sung kìa, thả hai đó. Con đá lộn liền đó đó, thả hai con ra là chơi đá lộn liền mà đá hư chim hết à, con ở trên nó cũng sung dữ kìa, con ở trên nó đen hả anh. Ừ. Con đó ô hả? Ô đen đá thì sợ con dạ gấu đẩy cái con tơ cái. Ừ. Cái chạy luôn cái là hư luôn đó. Nó lên là nó đá người đó, nó chịu nó kênh lại, còn cuối mùa đi tu tung chọc đầu hết, lên mồi vậy thì cho tới xuống rồi cao rồi nhảy chứ cũng núm mà cũng núm mà chơi được 4 tháng ha, cũng núm 1 năm chơi được 4 tháng à. Nó già như con này là chơi được tới 5 tháng cho tháng nè, kéo dài ra được ha. Nó càng già là cái chơi càng dài. Thả ra mừng. Ăn cái gì trúng cái mỏ rồi, cái nào bắt câu cái mỏ, mổ rồi cái mỏ rồi té hay gì. Thả ra mừng nha, mừng kiếm người đá. Mùa này con này là đi chiến hả này? Mùa này con này chuẩn bị xả lúa là có cúng núm bổi về là đi chiến với con này thấy đã quá trời luôn nè, vô hơi kìa. Khoái cái vụ vô hơi nữa nè. Bữa nay quay mấy con gà nước cho nó nhiều cho các bạn xem ha, để các bạn kêu đi lại nhà hãnh quay gà nước cho nó coi. Còn hồi quay tổ trà than nữa. Còn kêu trời sắp mưa là nên cái tổ cao không anh? Tổ cũ đó. Ừ, sắp rồi để cho nó sáng chút đó, mình đi quay cái tổ trà than cho các bạn xem. Anh để ngoài giường. Giờ quay gà nước nha. Con gà nước. Ê, Thảnh con này nếu mà bán có nhiêu tiền hả? Trời ơi, tiêu 15 mà, ta trả 15 rồi chứ bán. Dạ. Đang chơi, rồi đang chơi. Ừ. Con này người ta trả nó 1,5 tỷ rồi, nó chưa bán các bạn. Đó, ghê chưa? Cắn mình được cái mừng đó. Cắn nó sung. Cắn được cái mừng. Nó vô hơi cái là khoái nó vô hơi nó phùng lên á. Tung trúng cái lằn thôi sinh lên nè. Đó, về. Đá máy quay không? Thấy hình này, thấy hình cũng đúng ở trong máy quay vậy. Thấy hình đó. Thấy hình trong máy quay. Rồi. Con này tính nó đầm đầm đó, nó không có đi gác, nó không có ăn bổi. Ừ. Ta thấy bổi người ta nhào nhào ra lọc chứ nó không có là đứng kêu chừng nào vô thôi. Ừ, vậy đó bổi nó không nhát. Con này cũng chơi dữ ha. Ê, mùa này mình đi hai con này hả này? Ha? Đi hai con này. Con này đi vòng vòng đây được. Ừ. Con tơ quá đi gần gần ha. Gần. Tơ quá đi gần gần. Ồ nó thấy con này lại nè. Chứ thấy... tơ mà đi xa quá nó chịu nổi. Ừ. Thả ra đấu liền á, trời ghê không? Sung dữ á, mổ ra máu luôn. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Cuộc chiến giữa hai con gà. Đây. Cuộc chiến giữa hai con gà. Con gà ô với con gà đều. Trời ra gà bông luôn rồi. Nó lạ, nghe tiếng lạ. Nghe quen á hả? Nó nghe quen nó không sung hả? Nghe quen á. Đây con kia nó vô hơi ọc kìa. Thả nó ra đi hạnh, con ra đây, thả ra tự do để cho nó kêu đi. Cái con này làm gì? Con đen cái con ô nó hung quá hả? Hai con nó đấu với nhau nè.
chút chèo. Còn non. Non. Con này nó đầm ha. Nó đầm, nó không nhào. Nó đầm hồi lúc năm đầu tiên lên, nó đầm tới giờ luôn. Nó đầm. Mấy con đầm dễ bắt bổi ha. Dễ vụ bổi. Quay gần gần nè, thấy cúm núm rồi, thấy hình này, thấy hình ở trong máy, về về, thấy hình ở trong máy. chơi cái, mấy cái dòng chim này đều phải kiên nhẫn lắm các bạn ơi, đợi 3-4 năm mới được con vừa ý. Nuôi nhiều khi mấy chục con, nhiều khi thả hết luôn. Anh bảo anh thả hết mấy con rồi. Từ thả. Lúc mà nuôi cúm núm tới có con này chơi được là gần chục năm. Gần chục năm hả? 7-8 năm trời. Khó có con nào dữ ý. Nó có người xài không được. Nuôi thì được á, nhưng mà hay hay không á. Nuôi thì được nhiều, năm nào cũng có nhiều, nhưng mà phải lựa những con hay mình mới chơi được. Nè, đưa máy sát nữa nè, thấy không? Hùng hơi lên đây. Vô hơi coi. Còn tính ra tới lúc chơi nó con ông trên đó cỡ 7-8 năm là nó có được nó chơi, nó còn mấy kia nó chơi dạ yeah. Còn ông trên đó là thôi luôn đi, ông trên đó kêu mà thấy người ta lại là nhào à. Đúng rồi, khó luôn. Năm rồi tập đi gác rồi luôn đó mà nhào, lội đâu mình lội đi đâu vậy. lội lên ruộng rồi, lên ruộng rồi, lội lên ruộng rồi. Chích ghé thì thua rồi. Trời ơi, chích ghé. Ông nào mà nuôi chích ghé thì biết rồi, cái cảnh này chích ghé rồi đó. Đó. Lên bờ ha, đứng lên bờ ha. Lúa này nửa xạ cao lên là sẽ có những cái clip đi đánh bẫy cúm núm các bạn nha. Tại vì lúa này mới vừa thu hoạch à. Đi ra đồng, khoái ra đồng. Rồi bắt nó vô anh ơi, đi quay những con chim khác anh ơi. Chắc vô. Vô đi. Theo vô rồi. Chắc vô không? Vô không? Vô không? Vụ nó vô à? Vụ nó cho nó đá là vô cái gì phải không? Chọc cho nó quạo. Chọc cho nó quạo đi, theo dò đá dò. Chọc quạo đi, đi theo vô, dẫn vô luôn. Đó. Ồ, nó thơm ha. Ra ruộng hay thảm rồi cũng dễ vậy đó. Ra ruộng kéo ra bài bà cái thả ra rồi cái thay cỏ rồi xong cái hút gió cái ổng chạy vô à. Ừ. Rửa ruộng cũng hay, cũng thả được nữa. Đúng không? 7 năm mới được các bạn. Ê, 7 năm hả? Con này 5 năm hả? 7 năm. 5 năm mới được vậy các bạn. Con này lấy lâu không? Cái kiên nhẫn mới được. Là hai chào cũng núm rồi, chào nó đến chào thứ ba mới được. Ừ. Mở cửa lồng chạy theo đi vô luôn, thả ra thoải mái. Một chào cũng đúng để chơi là 2-3 năm mới chơi được. Rồi, các bạn coi gà nước nhiêu đó thôi nha. Đi qua coi những cái con chim khác. Anh quay hai trứng này gì nó không có trống gì đúng không? Không có trống rồi thốt, bỏ luôn hả? Ừ. Đi thăm lại những cái tổ chè than. Ủa nó đẻ ngay chỗ cũ luôn hả? Ừ, con chè than ở nhà nó ưa có đẻ ngay chỗ cũ ha. Nó chọn cái chỗ nào là nó đẻ ở chỗ đó luôn à. Đây là cái vị trí mà hôm trước mình quay cho các bạn xem. Đây nè các bạn. Nở hai con này. Nở chưa? Tối rồi. Đâu, tối quá. Có gì vậy? Nè. Bật cho mình cái đèn lát lên. Thấy hả? Hồ quá nè, rút vô không được, không thấy. Để đó. ở trên gọi xuống thấy không? Ở trên có lỗ không? Đó, trên lỗ bị lủng nè, em gọi thấy sáng chân đó ha. Cái máy này không thấy rồi nè. Cái máy này đút vô không được. Đút không được. Để kẹp cái này ra. Thọt cái đầu máy vô. Ừ. Hai con, nãy hai con này. Nhưng mà phọc một trứng. Không vừa, không vừa. Vừa không? Đó. Ừ, thọt cái chiều này nó lọt vô được nè. Thấy không? Thấy không? Để coi thấy không? Đó, thấy rồi đó. Nó được. Đó, nó được hai con. Nhìn cái đít này lên chút. À. Hai con. Nó bị phức á, tại anh thọt vô cái nó phức ánh sáng như vậy. Được hai con. Để anh lấy cái để anh lấy cái điện thoại anh quay á. Anh lấy cái điện thoại. Ủa hộp nha. Cấm này cấm mới về, cấm sao rồi.
Rồi đi. Ồ, đây nè. Thấy đừng con à. Ê, bữa nay con này chắc được cỡ 3-4 ngày rồi đó. Ừ. Ồ, vì chắc thính trứng kia thúi rồi, không nở rồi. Tới 5 ngày nữa là hút. Ổ rồi. 3 trứng nở được 2 con. Đó, ngay cái ổ cũ ngày trước mình quay cho các bạn xem đó. Đó, được 2 con. Đen thui thôi lùi gọi là chờ thang. Đó, trứng kia chắc hư rồi. Mình này làm chuyện nhiều mà không có đi đóng ở dưới dài dài dưới kia mấy cọc kia không có đóng ổ lại vậy đẻ dắt con tùm lum chưa dắt con đi luôn hả? Ừ. Mấy cổ ở trong rừng đẻ chưa? Hôm ngày có vô thăm không? Không có đi thăm. Ừ, từ đó mày. Từ đóng giờ cái đi thăm hổm chiến rồi tới giờ kêu thăm. Ừ, ôi ừ. Nhưng giờ bữa mai bữa đi thăm cái được. Ừ. Cái mùa đẻ mà lúc này bắt đầu vô mùa chín rồi. Ừ. Chờ thằng gõ gõ cái là nó hạ họng rồi. Cốc 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 cốc. Nó muốn đi bắt lấy đại truyền đó cái nhắc lên đại truyền đó cái cho nó đẻ lại. Nguyên ngủ rồi, không lên. Còn trứng à, bóc mẹ nó ra luôn đi để nó để bà thúi. Nó đậu bể rồi. Bây giờ thốt con hả lấy được. Ừ. Bây giờ sao thọt vô lấy được. Cắm ở đây là về là phải gài bắt con cá rồi thả ra. Ừ. Đó các bạn, đây là cái tổ mà hôm trước mà mình đi lấy mật ong á. Mình quay lại cho các bạn xem á. Thì bữa nay nó đẻ lại à. Tổ này tổ quyền thổi luôn. Con chà thang á, thường là nó đẻ là nó thích chỗ nào là nó đẻ chỗ đó hoài luôn à. Năm đẻ cỡ 3-4 lần. Ừ. Nó đẻ chỗ nào là thích, cái tổ nào là nó đẻ chỗ đó hoài à. Chắc đi về nhà anh lấy cái cây cưa anh cắt bỏ luôn cái tổ kia anh thay cái tổ khác bỏ tổ, cái ổ bóng kia rồi tổ bên kia xui quá đó thì mày nó nhiều khi cái cây bọc này có mối đó các bạn thấy cái đó còn cái tổ ong nữa kìa quá trình lớn cái tổ ong đó thì bữa nay đi vô nhà của thằng em của mình thứ nhất là đi mua chuối về cho chồn ăn. Cái việc thứ hai nữa là đi quay những cái con gà nước. Quay những cái con gà nước cho các bạn xem. Rồi không có ông nào kêu tôi không có ông nào mà coi video mà tôi đi lấy ong nó kêu tôi quay những cái con chim nhà của ông Hảnh cho coi đó. Đó. Tới mùa gà nước rồi các bạn ơi. Chuẩn bị hóng những cái video đi bẫy gà nước. Bẫy cúm núm á. Kêu gà nước cho nó đúng tên khoa học nè, cúm núm á các bạn. Ồ này sung quá ha. Ừ. Con đó có cách chị nè. Phóng sinh nó đi. Con nào nhát phóng sinh nó hết đi. Còn chích ghé kìa. Ngồi hết trơn rồi ơi. Còn lội mày ruộng lum la nữa kìa. Đó. Có mấy con dạng đó. Phùng kìa, phùng lên kìa, phùng lên kìa. Thì có thể là mình kết thúc cái video ở đây các bạn. Chuẩn bị đi về. Rồi hôm nào đi mình đi bẫy gà nước rồi mình đi quay lại cho các bạn xem nữa ha.